Dạ, sau đây thì một tiết mục cũng rất là đặc biệt trong tối hôm nay. Tất cả chúng ta cũng rất là hạnh phúc bởi vì Cẩm Nhi cũng rất là hạnh phúc khi gửi lời mời đến tất anh chị em ca nghệ sĩ thì đều đồng lòng và thương yêu con, cho nên nhận lời đến đó ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết gặp với các nghệ sĩ này chỉ trên màn hình thôi, hoặc sệt lên mạng, muốn xem nghệ sĩ nào nó sệt lên mạng YouTube nó thấy được thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại gặp trực tiếp ở đây, còn chụp hình chụp ảnh lưu niệm, được tặng quà, được nghe hát, rồi còn được giao lưu nữa, rất là tuyệt vời. Cho nên bây giờ chúng ta hãy chào đón một tiết mục với tiểu phẩm Oan Gia cùng gặp gỡ hai nghệ sĩ Kim Đào và Huỳnh Bá Thanh. Mày ơi, bữa nay được có duyên nghe cùng với ca sĩ Cẩm Như nè, có duyên mới đến được giáo xứ Du Xê này. Trời ơi, mừng dữ lắm, nghe đi tới đây rồi, dù dẫu cái đường nó có khó nhưng mà vô thấy tụi nhỏ dễ thương quá là hết mệt hết mỏi liền. Bộ cái chương trình của chị Cẩm Như làm hay quá, ca sĩ quá trời luôn, tôi nghe tôi gạo gật hết trơn trời nè. Mà hồi xưa nghe tôi á là cũng là gọi là cái thần đồng ca nhạc à. Trời ơi, cái thằng nhóc đó mà nhằn nhò gì tôi hát á là bảo đảm là chim sơn ca nó còn không bằng nè. Mà biết sao không làm ca sĩ được không, tại ở chung sớm với cha già kia. Ôi ơi, tôi nói hả, mở cửa ra là gây lộn, mà đóng cửa lại là gây lộn từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Miễn gặp ở đâu là gây lộn ở đó. Bây giờ ha, tôi đi nhà thờ, tôi chỉ cầu mong sao là tôi được bình an thôi. Tôi không bao giờ gặp con cha già đó, tôi nói thiệt luôn á. Trời ơi, đi đâu cũng gặp con cha giống như cái kiếp trước tôi. Trời đất ơi, thì hơi hên mừng dễ sợ mới chánh chức bà nội, mừng dễ sợ bà con của bác ơi. Trời ơi, bà con của bác biết sao không? Ở nhà em đối diện với bà già kia, em chỉ lộn bác hàng ngày luôn. Chỉ lộn từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua năm kia. Má chỉ lộn lúc mà thờ rồi mặt tả đi ngủ mà đáng chữ lộn, bà con của bác thấy không? Hy vọng nè, vô nhà thờ rồi nè, không gặp bà nữa, em mừng lắm luôn. Ê! Sự đâu đánh lộn rồi. Mày vừa phải rồi em, mày ca sĩ chứ không phải là mày gắn gỗi mà mày bấm nhạc. Mày nghĩ luôn đi mày. Mày suốt đời, mày suốt đời vẫn là ca sĩ chứ mặt mà thôi. Thiệt á, bây giờ ông đi đâu đây? Tôi đi nhà thờ chứ đâu. Ủa đi nhà thờ? Hả? Ủa sao tự nhiên mời tôi đi Bạc Liêu, ông muốn đi Bạc Liêu là ý đồ gì ha? Mình thích thì mình đi. Vậy đó ha. Nhà mày đâu vậy? Đi nhà thờ. Đi nhà thờ luôn? Ừ. Thôi, nó nhìn nè. Vậy? Đi nhà thờ hả? Mặt đời dính hương quá hả? Y như bà điên vậy á. Đi. Trời ơi, bà con đâm đúc mình, ông nghĩ sao ông nói tôi mặc đồ giống bà điên? Ông không có biết cái gì hết trơn nè. Bây giờ nhìn tôi với ông nè, ai giống điên hơn? Đó. Trời ơi, cái thời buổi này mà nó quất nguyên bộ đồ bà ba, nó có cái thằng gàng xiết cổ nó chết rồi đi. Ủa? Chọc cái thứ không có biết thời trang. Ông biết bộ đồ này của tôi á, người ta gọi là cái gì không? Cái gì? Nhìn nó đơn giản vậy thôi, chứ thật sự nó là cái đầm lâm thú đó. Cái gì? Đầm lâm thú? Trời đất ơi, người ta có tiền, người ta mặc đầm lông thú. Bà cũng có tiền đó, mặc y như thú có lông mặc đầm. Dạ dạ, vô duyên à. Gì nữa? Ông không biết fashion, đừng có nói chuyện với tôi. Nghe nghe nè. Gì? Ai bà đi về thờ mặc đồ vậy nè, phải không? Anh hỏi thiệt nha, bà có khi nào bà đi đâu bà không mặc đồ không? Quá chứ. Đi đâu vậy? Đi tắm. Ông đừng nói với tôi ông đi tắm ông mặc đồ nghe. Trời ơi, ông kệ tôi đi, ông tôi mặc cái gì kệ tôi, đừng có liên quan gì tới ông. Bà không nói nghe nè, bây giờ tôi với bà là hàng xóm với nhau đúng không? Số tuổi của tôi với bà cộng lại cũng bằng số ký của bà nữa. Đúng chi? Nói tôi mặt hoài vậy? Không có, về cho tôi bình phẩm về nhan sắc hàng xíu đi. Nói gì đó nói đi, đừng có nói tầm bậy là được rồi. Tôi nói nghe nè, nếu mà nói về sắc đẹp của bà thì nói chung là bà đẹp không xuất sắc lắm. Kệ, miễn đừng có xấu là được rồi. Thôi, được cái nha. Được cái gì? Ở dơ. Gì? Trời ơi trời, ở đây biết bao nhiêu người cha ngồi đó nữa, ông nói tôi ở dơ. Chứ còn gì nữa? Trời đất ơi em, bà con của bác biết sao không? Em nói chuyện với bà mà em suy nghĩ hoài mà không ra. Không biết bà sử dụng kem đánh răng gì mà giữ mùi lâu bà cố luôn bà con của bác. Con gác, con gác. Con gác chứ gì? 6 giờ sáng mới nhấn chuông ra, em mở cửa ra, em hỏi em á, tập thể dục không? Ông thà với em một lần thôi, té cả đuổi đất nè. Đó. Mà em không dám té với chân bà nữa, em phải đi chồng. Biết sao không? Biết sao không? Sao? Tôi sợ bà đỡ lên cái bà hỏi. Có sao không? Rồi đó em chết luôn đó bà con của bác. Trời ơi, ông làm như cái miệng tôi thúi lắm chị, kỳ cục quá. Chứ còn gì nữa, còn hơn bún mắm nữa. Rồi sao? Rồi chưa hết rồi nha. Cái gì? Cái chuyện kinh khủng hơn nữa. Cái gì kinh khủng? Hôm bữa đó chị trực tiếp cho bà gì nè. Tôi phát hiện ra trong hàm răng bà có một mảng xanh rừng trong đó. Trời ghê quá. Tôi chạy nhà ngủ 3 ngày 3 đêm. Tôi chạy qua lại, tôi nhìn vô. Trời ơi, chị kinh khủng hơn nữa. Cái gì? Miếng rau vẫn còn nằm y chang vị trí đó. Trời ơi, trời nè, cái thằng già bể
bởi vì ông vô duyên quá, ông cũng có vợ là phải rồi. Ông nghĩ làm sao ông nói đó là cái cọng rau dính vô răng tôi? Chứ đó là gì? Cái đó là cọng hẹ. Trời ơi, bây giờ mình lớn rồi mình phải tính chính đàng hoàng, rau là rau, hẹ là hẹ, giá là giá, chứ đừng nói tầm bậy. Đừng đánh tránh thực phẩm ở đây. Ừ. Nói chung tóm lại bà là một người đàn bà nha chu đại pháp. Ờ, tôi là nha chu. Có tôi là hôi mì. Ông rất là sặc đó là sạc. Bởi vì ông rất là hắc. Không phải hắc thường nghe bác sao thường được. Hắc từ trong nôi. Hắc từ trong nôi là gì nè? Hôi từ trong nách. Trời ơi sạch sẽ gì mà nói tôi trời. Nè tôi cảm ơn nghe tôi tiệt nói. Tôi nói với ông là từ đây về sau không bao giờ được tập thể dục gần tôi. Ông phải tránh xa tôi 16m50. Và tuyệt đối ông không bao giờ được nhảy dây. Vô duyên gì? Bà cấm tôi thấy cho thể thao môn nào cũng được trừ môn nhảy dây. Là gì nè? Mày nhảy dây làm sao? Mày nhảy dây phải dây không bà con? Đúng rồi. Mày không được mày nhảy dây gì không? Nó nhảy dây mà trong khi nó hôi hành. Đó là quạt. Nó quạt nó vô tình, nó tạo quạt gió không? Người ta mới ăn cơm nó tạo gì người ta ủi hết. Trời ơi, mình hôi hành thì mình phải khép lại. Mình tập những cái động tác khép nắc lại. Hiểu không? Nói chung tóm lại không nói chuyện với bà, tôi vô nhà thờ. Bà con làm chứng hồi nãy giờ tôi vô đây trước nha. Tôi vô đây trước lát tôi phát quà cho sắp nhỏ ông có được dành nha. Tôi đi trước bà tôi nói nhiều chưa? Không có dành nữa. Bây giờ đừng có dành nữa, đừng có cãi lộn nữa. Bây giờ tôi dám thi đi. Ai thắng bà con làm chứng người đó vô trong nhà thờ trước, phát quà trước. Tôi chắc bà thi trước. Thôi bây giờ tôi đố ông nha. Đố đi. Tôi ông thấy mặt trăng không? Thấy anh trăng, đố anh trăng đúng không? Đố con cá. Có liên quan gì trời? Giờ đi ông. Ờ trời. À, bây giờ tôi sẽ đố ông. Với đố các em nhỏ luôn nè. Tôi đố con cá gì trên đời này mà nó không biết bơi? Con cá không biết bơi. Yeah. Biết hả? Không biết. Tán cái thứ này nó không có vợ là phải rồi, nó khùng quá. Bà vô duyên quá, cá nào không biết bơi? Có, ta mới đố chứ. Con cá không biết bơi. À, con cá hộp đúng không? Từ trước khi nó vô hộp nó vẫn biết bơi. Thì con cá gì mà không biết bơi? Thua đi. Thua đó, cá gì? Con cá không biết bơi là con cá sặc. Ủa liên quan gì cái sặc không biết bơi? Trời, nó xuống nước nó sặc thấy bà nội nó sợ nó bơi. Mấy ông bà con dỗ tay đi bà con. Cái gì vậy? Trời ơi trời, trái rồi bấm nhạc kỳ cục hả? Đi liệu nha. Rồi đó. Rồi, tới tôi đổ lại nè. Rồi đổ lại đi. Thì tôi đố bà chứ con cái là cá tệ nạn xã hội. Dễ ợ. Cái gì nó đi? Cá đồ. Tầm bậy. Cá ngựa. Sai. Cá cờ. Không luôn. Thua luôn. Biết cái gì không? Cái gì? Con cá tệ nạn xã hội đó chính là con cá chích. Ủa chích thì sao tệ nạn nha? Chích xì kè ma túy đó. Tàu đâu thì cũng đố được hả cha? Đố bà con. Ôi đâu rồi, mình biết mà đố cái kiểu này tới sáng. Thôi mình chơi cái khác đi cho nó là đặc sắc hơn đi. Cái gì nói bây giờ mình ca nhạc đi. Ca nhạc? Trời ơi. Biết nhạc không đó nha? Nhạc thấy gì không, thấy gì không? Bụng mỡ. Tán gì mặt bây giờ. Cái này là âm nhạc đó. Nó tích tụ trong này chứ phải mỡ. Trời ơi, âm nhạc tụ quá đá vô. Nói chung là tôi là bây giờ gần âm nhạc lắm. Bây giờ tôi giao đố đi. Đố làm sao? À, bây giờ tôi hát một cái đoạn nhạc. Rồi. Cái cuối câu của tôi đó, ông làm cho ông gác cho cái gì nó có nghĩa là được. Ví dụ đi. Ví dụ nha. Bây giờ tôi hát nè. Buồn vì em. Cái kèm em. Đúng rồi đó. Ôi, hay quá, bây giờ mình làm nha. Rồi lại không? Ủa vậy không? Ủa vậy đúng không? Buồn vì anh. Em đâu? Ủa hồi nãy tao đâu có ngu đâu, tao nói lại nghe em cho mày thi. Mày cũng vừa phải chứ mày phải suy nghĩ chứ. Vì anh đúng không? Ừ. Đàng hoàng nhé, không giỡn mặt đâu à. Buồn vì con. Anh em đâu? Ủa không lẽ bây giờ tao chơi có nhiêu đó tao làm hoài. Bây giờ chơi không? Giờ anh em con đúng không? Ừ. Chắc chắn ba cái chữ này hơn con chữ nè. Anh em con. Buồn vì tao. Tao đi về luôn khổ diễn. Tao lên đây nè, tao lên. Mày thấy mày thông minh lên nè, lại đây, lại đây. Mày làm lợi nha. Rồi. Buồn vì em. Cái gà lem. Bỗng nhiên xa vắng. Cây mướp đắng. Tình phai theo. Cái gì leo. Lời hứa nhiều phòng. Cây thanh lâm. Hay quá. Tiếp. Tôi. Quên. Em yêu hơi trừ bát giới. Là bà đó bà nội. Nghĩ dân đi. Có gì mà nó nói tôi hèn không à. Ôi ở đó là sao nó hay nó hèn cái dưới cười à. Ông ngồi bấm nhạc nè. Tôi để ý nó nha. Vừa phải thôi chứ. Nhỏ màu xanh sắc động nữa kìa. Nhỏ màu xanh đó. Ôi làm sao. Lại đây. Cây gì chưa mất chết là cây gì. Thôi bây giờ hát lại tại tôi chưa nghĩ ra. Em yêu hơi cây rau kinh giới. Ánh mắt nào cây bồ cào. Nàng nở phôi phai cây rau phai. Biết cây dao phai làm sao không? Cây dao phai là tôi xẻ ông ra đó, tôi nã ông ra đó, tôi nói cho ông nghe nè, tôi lại đây. Tôi với ông á là lớn tuổi rồi,
mình phải làm sao á cho tụi nhỏ nó thấy mình nó noi theo. Chứ có đâu mà ông gặp tôi em gây lộn, ông gặp tôi em kiếm chuyện, rồi tôi với ông từ nhỏ nó lên cứ gây lộn kiếm chuyện rồi gọi còn làm sao mình được bình an, đúng không? Ai sống trên đời mà không muốn được bình an? Dạ xin lỗi mẹ. Thôi mẹ giờ ấy con khổ lắm mà. Cái gì vậy? Quên. Cái gì? Ai biểu ông kêu tôi mẹ anh chi à? Cái bây giờ ông tin gì vậy? Nói rồi đó, bây giờ mình á, mình lớn tuổi rồi, mình đi vô nhà thờ không, mình phát quà cho tụi nhỏ, mình phải làm sao noi gương cho tụi nó nè. Chứ mình gây lộn gì rồi tụi nó bắt chước theo kỳ lắm, hiểu không? Giờ vô phát quà hả? Ừ. Mà tôi mặc đồ gì có vô không? Phát quà mà mặc đồ này được không các em? Rồi vậy thôi mình đi vô phát quà nha. À, tiểu phẩm của Kim Đào. Một trang tay thật hồn nhiệt cho tiểu phẩm vừa rồi đúng không ạ? Hoàng Gia, hai nghệ sĩ Huỳnh Bá Thanh và Kim Đào rất tuyệt vời.